Diệm Liên và Mỹ Huyền xin thân thương chào tái ngộ quý vị khán giả của đài truyền hình SET trên băng tần 57.4 và hệ thống Galaxy 19. Mời quý vị theo dõi chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi ngày hôm nay là thứ ba, 1 tháng 8 năm 2017. Sau đây Mỹ Huyền xin tóm tắt những bản tin chính để gửi đến quý vị. Đặc sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Hàn và Hoa Kỳ gây căng thẳng bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Donald Trump đích thân chỉ đạo đưa ra tuyên bố đánh lạc hướng về cuộc gặp giữa trưởng Nam với luật sư người Nga. Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin nói Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường vận động chương trình cải cách thuế. Trung Cộng dọa tấn công quân sự nếu Việt Nam khoan giếng dầu ở Biển Đông. Cuộc triển lãm về Wonder Woman được khai mạc tại Burbank, California. Và sau đây mời quý vị bước vào chi tiết với Diệm Liên trong bản tin đầu tiên của phần tin thời sự chính trị Hoa Kỳ. Diệm Liên xin kính chào quý vị thân mến. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên được biết rằng Tổng thống Donald Trump đã đích thân chỉ đạo đưa ra tuyên bố đánh lạc hướng về cuộc gặp giữa trưởng Nam với luật sư người Nga tin từ Washington DC. Theo Washington Post, kính thưa quý vị, chính Tổng thống Donald Trump chỉ đạo đưa ra một tuyên bố để đánh lạc hướng về cuộc gặp giữa trưởng Nam Donald Trump Jr. với luật sư của người Nga nhằm mục đích cho rằng cuộc gặp vào tháng 6 năm 2016 không liên quan tới vận động tranh cử của ông Donald Trump. Đầu tháng 7, Trump Jr. phát hành một số email cho thấy ông đồng ý và rất vui để gặp một người phụ nữ mà ông được giới thiệu là luật sư của chính phủ của nước Nga. Phụ nữ này sẽ cung cấp thông tin có thể làm tổn hại ứng cử viên đối thủ Hillary Clinton vì chính phủ Moscow muốn ủng hộ cho cha ông. Washington Post cho biết nhóm cố vấn của Tổng thống thảo luận về tiết lộ trên đồng ý để cho Trump Jr. cung cấp tất cả sự thật, đề phòng sau này có nhiều chi tiết đầy đủ hơn bị phanh phui trên các báo. Sau khi từ Đức bay về vào ngày 8 tháng 7, Tổng thống đã thay đổi kế hoạch và đích thân chỉ đạo đưa ra một tuyên bố cho rằng trưởng Nam của ông và luật sư người Nga thảo luận về chương trình nhận nuôi trẻ con người Nga. Nhưng những gì trên loạt email được trưởng Nam Trump Jr. đưa ra lại cho thấy sự thật khác hẳn. Tờ Washington Post đã trích lời nguồn tin quen thuộc với cuộc họp nhưng xin được giấu tên, cho biết rằng tuyên bố của Tổng thống được gửi cho New York Times trước giờ in báo, nhấn mạnh chủ đề cuộc gặp không liên quan tới cuộc tranh cử. Luật sư Jay Sekulow của Tổng thống cũng phát hành một tuyên bố nhận xét rằng bản tin của New York Times là mô tả sai, không chính xác và không thích hợp. Tòa Bạch Ốc cũng như là luật sư Alan Futrapas của Trump Jr. không đưa ra bình luận về bản tin của Washington Post, kính thưa quý vị. Tin tiếp theo cho biết Phó Tổng thống Mike Pence nhấn mạnh Nga phải thay đổi quan điểm chính trị, tin từ Tbilisi, Georgia. Kính thưa quý vị, Phó Tổng thống Mike Pence nói rằng các hoạt động gây bất ổn của Nga ở Ukraine cũng như việc Nga hỗ trợ chế độ lừa đảo ở Iran, Syria và Bắc Hàn cần phải thay đổi. Bình luận trên được Phó Tổng thống Pence đưa ra trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Georgia là Georgi Kvirikashvili ở thủ đô Tbilisi vào sáng nay. Ông Pence kêu gọi châu Âu hành động theo một thông điệp quá rõ ràng của Tổng thống Donald Trump. Sau buổi họp báo ở Georgia, ông Pence sẽ đi thăm Montenegro để tham dự hội nghị thượng đỉnh Adriatic Charter gồm tất cả các lãnh đạo trong khu vực Western Balkan. Trong khi đó, thì Nga vẫn bất chấp lời kêu gọi của ông Pence, cương quyết ra lệnh cho tòa đại sứ Mỹ ở Moscow phải lập tức rời khỏi hai tòa nhà trong khu vực thủ đô của nước này. Hình ảnh những chiếc xe chở đồ đạc từ từ lăn bánh rời khỏi một tòa nhà ngoại giao vào sáng nay là dấu hiệu đầu tiên của việc Hoa Kỳ tuân thủ lệnh cắt giảm nhân viên sau khi chính phủ Nga tuyên bố trả đũa lại dự luật trừng phạt được Quốc hội thông qua. Bộ Ngoại giao cho biết Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh từ nay tới ngày 1 tháng 9, Hoa Kỳ phải giảm 60% nhân viên đang làm việc tại Nga. Đồng thời, Điện Kremlin sẽ tịch thu hai tòa nhà ngoại giao, đáp lại việc Washington tịch thu hai tòa nhà ngoại giao của Nga trong tháng 12 năm ngoái. Theo một phóng viên Reuters có mặt tại hiện trường, một nhóm công nhân tới tháo dỡ tất cả đồ đạc tại một biệt thự ở khu vực ngoại ô Moscow, nơi nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ thường tổ chức tiệc vào cuối tuần.
Và kính thưa quý vị, đám đông đón thượng nghị sĩ Susan Collins bằng tràng pháo tay tại phi trường Bangor, Maine. Đây là tin từ Bangor, Maine, kính thưa quý vị. Khi thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins xuất hiện tại phi trường Bangor, Maine vào thứ Sáu tuần trước, một đám đông chào đón bà bằng tràng pháo tay rất rộn rã. Bà Collins đã trở về nhà sau một tuần đầy kịch tính tại Thượng viện. Trong thời gian đó, bà thách thức lãnh đạo đảng và bỏ phiếu không cho cả ba nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm xóa bỏ và thay thế Obamacare. Xuất hiện trong chương trình State of the Union hôm CNN của Chủ nhật vừa qua, thì bà cho biết chưa bao giờ bà nhận được sự chào đón ấm áp như thế này. Trong 20 năm phục vụ tại Thượng viện, bà Collins giải thích lý do bà bỏ phiếu chống lại các dự luật của Thượng viện vì họ giữ lại ngân quỹ mà liên bang cấp cho Planned Parenthood. Đồng thời, bà không nghĩ rằng dự luật của đảng Cộng hòa cung cấp bảo hiểm đầy đủ cho tất cả mọi người. Thứ Năm tuần trước, bà Collins cũng cho biết trong khi bà ủng hộ nhiều điều khoản của dự luật, cách tiếp cận này không cung cấp sự ổn định cho thị trường, cũng không giảm nhẹ bảo phí. Bà khuyến khích một cách tiếp cận lưỡng đảng, trong đó thành viên hai đảng cùng làm việc để tìm ra một tiếng nói chung. Bà Collins nhận xét Obamacare có nhiều thiếu sót và hầu như là bị sụp đổ tại nhiều tiểu bang. Thay vì tạo ra cuộc chiến đảng phái, Cộng hòa và Dân chủ nên kết hợp lại với nhau để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng này. Ngoài bà Collins, còn có Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski của Alaska và John McCain của Arizona đã bỏ phiếu chống dự luật xóa bỏ một phần Obamacare. Tổng thống Donald Trump nhận thấy phát biểu của ông Scaramucci trong buổi phỏng vấn là không thích hợp. Kính thưa quý vị, vẫn tin từ Washington DC. Thông tin từng giám đốc truyền thông Anthony Scaramucci bị sa thải không chỉ làm chấn động Tòa Bạch Ốc mà còn khiến giới truyền thông xôn xao. Để trấn an dư luận, Tòa Bạch Ốc giải thích lý do ông Scaramucci bị buộc phải từ chức vì Tổng thống Donald Trump nhận thấy phát biểu của ông trong buổi phỏng vấn của tạp chí The New Yorker là không thích hợp. Tại buổi họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Sarah Sanders cho biết những lời bôi bác của ông Scaramucci khi nắm giữ chức vụ giám đốc truyền thông là không thích hợp. Tổng thống không muốn đặt gánh nặng lên vai cựu đại tướng John Kelly. Bà Sanders đề cập tới tân chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc vừa tuyên thệ nhậm chức dưới sự chủ tọa của Tổng thống vào sáng hôm qua. Theo Reuters, ông Scaramucci được chỉ định làm tân giám đốc truyền thông cách đây 10 ngày. Và trong buổi phỏng vấn với tạp chí New Yorker vào tuần trước, ông đưa ra lời lẽ tấn công cựu chánh văn phòng Reince Priebus lẫn chiến lược gia trưởng là Steve Bannon bằng ngôn ngữ thô tục và khó nghe. Trong một thay đổi từ những thủ tục lỏng lẻo trước đó, kể từ nay tất cả nhân viên Tòa Bạch Ốc gồm đệ nhất ái nữ Ivanka và con rể tổng thống là Jared Kushner đều phải trình diện và báo cáo với ông Kelly. Theo New York Times, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ông Scaramucci bị sa thải. Ông nói với ông Kelly rằng, với chức vụ của ông chỉ trình diện và báo cáo với Tổng thống, chứ không trình diện và báo cáo với chánh văn phòng. Và bên cạnh đó thì Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin nói rằng Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường để vận động chương trình cải cách thuế, tin từ Washington DC. Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ lên đường tới thăm nhiều tiểu bang của đất nước để vận động cho chiến dịch cải cách thuế của chính phủ của ông. Bộ trưởng Mnuchin đưa ra thông báo trên tại một hội nghị của các nhóm bảo thủ đang tìm cách thúc đẩy việc cải cách thuế tổ chức tại Washington DC vào hôm qua. Vẫn theo ông Mnuchin, Tổng thống là một nhà đàm phán tài giỏi nhất. Ông có kiến thức về kinh doanh. Ông biết sẽ phải làm gì để giúp thuyết phục người Hoa Kỳ ủng hộ chương trình cải cách thuế của chính phủ. Hôm Chủ nhật, thì Tổng thống và thành viên ở trong nội các gặp nhau tại Tòa Bạch Ốc, chỉ trích các nhà lập pháp Cộng hòa tại Thượng viện vì không thể thông qua dự luật xóa bỏ một phần Obamacare sau khi buổi bỏ phiếu vào rạng sáng thứ Sáu bị thất bại với kết quả là 49-51. Kính thưa quý vị, ông Mark Short là một viên chức cao cấp của Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng thống sẽ đi thăm các tiểu bang ở khu vực Trung Tây Hoa Kỳ, nơi đã từng giúp cho ông giành chiến thắng vào năm 2016, nhưng vẫn còn nhiều đại diện dân chủ ở Quốc hội. Ngoài ra, Tổng thống cũng sẽ có mặt ở những tiểu bang không bầu cho ông, thuyết phục cử tri dân chủ ủng hộ chương trình cải cách thuế. Theo Bộ trưởng Mnuchin, thì Tổng thống sẽ gửi đi thông điệp tới người Hoa Kỳ rằng có thể chương trình cải cách thuế không hoàn hảo như ý muốn của họ, nhưng đây sẽ là chương trình cải cách mang lại nhiều điều tốt đẹp nhất cho nền kinh tế của Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, sau đây như thường lệ là phần thông tin thương mại.
Mời quý vị theo dõi. Chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin thế giới. Vừa rồi là những thông tin thương mại của đài truyền hình SET. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tin tức thế giới hôm nay. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên từ Liên Hiệp Quốc cho biết đặc sứ Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc tố cáo Bắc Hàn và Hoa Kỳ gây căng thẳng bán đảo Triều Tiên. Hôm qua, đại sứ của Trung Cộng tại Liên Hiệp Quốc là Lưu Jae-yi tuyên bố rằng Hoa Kỳ và Bắc Hàn chịu trách nhiệm chính trong việc xoa dịu tình hình căng thẳng và đàm phán hòa bình tại bán đảo Triều Tiên, chứ không phải là Hoa Lục. Lưu Jae-yi nói rằng, dù Trung Cộng có khả năng như thế nào chăng nữa, thì nỗ lực của họ không mang lại kết quả thực tế nào mà tùy thuộc hai quốc gia liên quan là Bắc Hàn và Hoa Kỳ. Chính phủ của Tổng thống Trump tố cáo Trung Cộng thất bại trong việc kiềm chế chương trình hỏa tiễn đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn, đồng thời dọa áp dụng các biện pháp kinh tế để trả đũa quốc gia chiếm tới 90% sản lượng xuất cảng sang Hoa Kỳ. Ông Lưu cho rằng, thay vì tuân thủ lời kêu gọi là xoa dịu tình hình căng thẳng và tái khởi động cuộc thương lượng sáu phe, thì Bắc Hàn lại bắn thử hỏa tiễn mới đây và Hoa Kỳ lập tức lắp đặt hệ thống hỏa tiễn phòng thủ tạc. Trực tiếp chỉ trích Hoa Kỳ, đại sứ Trung Cộng cho rằng Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Hàn đã cản trở việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và đóng chặt khả năng đối thoại với Bắc Hàn. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ thì cho rằng chính phủ Trump theo đuổi chiến lược áp lực Bắc Hàn thông qua các biện pháp cấm vận đơn phương và kêu gọi Trung Cộng dùng ảnh hưởng của mình để áp lực Bắc Hàn. Hoa Kỳ tuyên bố không quay trở lại bàn thương thuyết với Bắc Hàn kể từ năm 2009 cho đến nay, trừ khi nào nước này từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Và kính thưa quý vị, Trung Cộng đã chính thức khai trương căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài. Đây là tin từ Djibouti, châu Phi. Trung Cộng đã chính thức khai trương căn cứ quân sự nước ngoài đầu tiên tại Djibouti, vùng Horn of Africa, trong lễ thượng cờ hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 8. Trước đó thì Bắc Kinh khẳng định rằng căn cứ này chỉ thuần túy là một trung tâm hậu cần cho lực lượng gìn giữ hòa bình của Trung Cộng, phục vụ cho các nhiệm vụ nhân đạo trong khu vực cũng như hỗ trợ các nhiệm vụ hải quân dọc theo bờ biển Somalia cũng như là Yemen. Theo hình ảnh của vệ tinh thì căn cứ Trung Cộng là một pháo đài kiên cố với 3 lớp phòng thủ, một không gian ngầm rộng 23.000 m² và ít nhất là 8 nhà đậu máy bay. Việc Trung Cộng đặt căn cứ đầu tiên tại châu Phi cho thấy rằng Bắc Kinh đang muốn mở rộng ảnh hưởng tại châu lục này. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình đầu tiên của Trung Cộng ở nước ngoài là tại South Sudan, nơi Bắc Kinh vẫn còn 700 quân trú đóng tại đây. Đồng thời, Trung Cộng cũng tham gia nhiều nhiệm vụ khác của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Congo, Mali, Liberia và Sudan. Theo giới quan sát, động cơ của Trung Cộng không chỉ đơn giản là các nhiệm vụ nhân đạo. Djibouti có vị trí chiến lược do nằm gần với kênh đào Suez, nơi 10% giao thương xăng dầu của thế giới đi qua mỗi năm. Nước này cũng là một phần trong dự án Vành đai và Con đường của Bắc Kinh và dự kiến sẽ được Trung Cộng hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại đây. Kính thưa quý vị, Djibouti cũng là nơi có nhiều lực lượng nước ngoài, gồm quân đội Hoa Kỳ ở căn cứ Lemonnier, cũng như là các lực lượng của nước Anh, nước Nhật và nước Pháp. Anh hứa hẹn thúc đẩy mậu dịch toàn cầu khi rút ra khỏi Liên Âu vào năm 2019. Kính thưa quý vị, tin nhận được từ Brasilia, Brazil. Hôm qua, nhân chuyến công du Brazil, Bộ trưởng Tài chính Anh Quốc là Philip Hammond tuyên bố rằng nước này sẽ tìm cách thúc đẩy và thắt chặt giao thương với các quốc gia hợp tác thương mại khắp thế giới, kể cả Brazil, trong lúc đang chuẩn bị rút khỏi Liên Âu kể từ tháng 3 năm 2019. Ông Philip Hammond còn nói rằng kế hoạch rời khỏi Liên Âu sẽ không chậm trễ, cũng không trì hoãn. Tuyên bố tại một cuộc họp báo tổ chức tại Brasilia, ông Hammond khẳng định rằng nước Anh sẽ tìm kiếm và mở rộng giao thương song phương trực tiếp với các quốc gia đối tác trong những năm tới đây, trong khi thực hiện lộ trình rời khỏi Liên Âu. Ông cũng cho biết nước Anh sẽ chứng tỏ khả năng ký kết các thỏa ước mậu dịch tự do song phương với bạn bè và đồng minh ở khắp thế giới trong thời gian tới đây.
Và bên cạnh đó thì Nhật Bản phản đối các hoạt động của Trung Cộng trong khu vực có mỏ dầu, tin từ Tokyo, Nhật Bản. Chính phủ của Nhật Bản hôm thứ Ba, ngày 1 tháng 8, đã lên tiếng phản đối Trung Cộng sau khi nước này đã đưa giàn khoan tới gần đường ranh giới phân chia vùng đặc quyền kinh tế giữa hai nước trên biển Hoa Đông. Bộ Ngoại giao của Nhật Bản cho biết đã gửi lời phản đối thông qua các kênh ngoại giao sau khi xác nhận các hành động của Trung Cộng vào tháng trước. Ngoại trưởng Fumio Kishida nói rằng Tokyo sẽ tiếp tục kêu gọi Bắc Kinh ngừng khoan dầu ở khu vực gần với đường ranh giới. Chánh văn phòng nội các là Yoshihide Suga, phát ngôn viên cao cấp nhất của chính phủ Tokyo, cũng nói rằng Nhật Bản hy vọng Trung Cộng sẽ quay lại bàn đàm phán dựa trên thỏa thuận song phương năm 2008 về việc cùng nhau khai thác dầu trong khu vực này. Kính thưa quý vị, cho đến nay Bắc Kinh đã thiết lập 16 giàn khoan ở phía bên Trung Cộng, bên cạnh đường ranh giới biển giữa hai nước. Tuy nhiên, Tokyo lo ngại rằng Trung Cộng có thể khai thác trái phép các tài nguyên bên phía Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên tàu kéo giàn khoan của Trung Cộng xuất hiện gần ranh giới biển với nước Nhật tính từ tháng 10 năm 2016. Ngoài ra, Ngoại trưởng Kishida nói thêm rằng Nhật Bản cũng rất quan tâm tới việc gia tăng sự hiện diện quân sự của Bắc Kinh và Trung Cộng, nên giải thích với các nước láng giềng về chính sách an ninh của nước này. Trong khi đó, vào hôm thứ Ba, Chủ tịch Trung Cộng ông Tập Cận Bình cũng đưa ra những tuyên bố cứng rắn về chủ quyền quốc gia, nói rằng Bắc Kinh sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ vùng lãnh thổ nào bị mất đi. Kính thưa quý vị, tin tiếp theo nói về cựu Thủ tướng Thái Lan tuyên bố bà là nạn nhân của tranh đấu chính trị, tin nhận được từ Bangkok. Cựu Thủ tướng Thái Lan là Yingluck Shinawat đã rời khỏi tòa án Bangkok hôm thứ Ba, 1 tháng 8, sau những lời giải thích đầy nước mắt khẳng định bà vô tội và đã bị xét xử vì lý do chính trị. Chính phủ của bà Yingluck bị quân đội lật đổ vào năm 2014 và bản thân bà cũng bị truy tố. Bà Yingluck bị cáo buộc bất cẩn trong chương trình trợ giá gạo, trong đó chính phủ Bangkok đã trả cho nông dân mức tiền cao gần gấp đôi giá gạo trên thị trường, khiến Thái Lan bị tổn thất 8 tỷ Mỹ Kim. Chương trình trợ giá gạo được cho là nhằm lấy lòng giới nông dân, những người chiếm hơn 40% lực lượng lao động Thái Lan và là thành phần cử tri chính ủng hộ cho đảng của bà Yingluck. Bên ngoài tòa án, nhiều người đã tụ tập để bày tỏ sự ủng hộ đối với cựu thủ tướng. Dự kiến tòa án sẽ có phán quyết cuối cùng vào ngày 25 tháng 8. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 10 năm tù. Trong bài nói chuyện dài khoảng một tiếng đồng hồ trước tòa án, bà Yingluck nói bà thực hiện chương trình trợ giá gạo để giúp tăng thu nhập cho những người nghèo nhất tại Thái Lan. Bà cũng tuyên bố phiên tòa là một hành động tấn công chính trị, dẫn đầu bởi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha của chính phủ quân sự hiện nay. Nếu bị kết tội, bà Yingluck sẽ bị cấm hoạt động chính trị suốt đời và bà vẫn có quyền kháng án sau phán quyết vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, ngoài phiên tòa này, bà vẫn còn vướng vào nhiều vụ kiện khác, bao gồm cả một vụ kiện dân sự đòi bồi thường 1 tỷ Mỹ Kim vì tổn thất do chương trình trợ giá gạo. Và một lần nữa chúng tôi lại xin mời quý vị theo dõi những thông tin thương mại rất ngắn thôi của đài truyền hình SET. Sau đó chị em chúng tôi sẽ trở lại ngay với những phần tin về Việt Nam và cộng đồng chúng ta. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình của đài truyền hình SET 57.4 và hệ thống Galaxy 19. Sau đây mời quý vị một lần nữa cùng với Diễm Liên bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, đây là tin đầu tiên. Là tin nói về Trung Cộng dọa sẽ tấn công quân sự nếu như Việt Nam khoan giếng dầu tại Biển Đông. Đây là tin tức đến từ Hà Nội, Việt Nam. Theo bài viết của ký giả mang tên Bill Hayton trên tờ Foreign Policy, dẫn chứng từ trả lời của giáo sư Carl Thayer dựa trên nguồn tin riêng cho biết rằng giữa tháng 6 vừa qua, thì công ty Talisman Việt Nam dự tính sẽ khoan một giếng dầu tại lô 13603, được xác định là vùng trữ lượng khí đốt dồi dào trị giá đến hàng tỷ Mỹ Kim. Vị trí của lô dầu này chỉ cách giàn khoan của Repsol hiện nay chừng 50 dặm, kính thưa quý vị.
Cộng sản Việt Nam thừa biết rằng Trung Cộng sẽ đưa chiến hạm tuần tiễu và các tàu dân sự khác đến để bảo vệ vùng dầu mà họ giành chủ quyền tại Biển Đông. Thoạt tiên thì Trung Cộng sử dụng biện pháp ngoại giao để can thiệp, đưa Ủy viên Quân ủy Trung ương của Trung Cộng, tướng Phan Trang Long đến Hà Nội vào ngày 18 tháng 6 vừa qua để yêu cầu Việt Nam dừng khoan dầu. Đã bị Việt Nam từ chối, ông này đã hủy bỏ lập tức cuộc họp về an ninh biên giới và quay về nước sau đó. Liền sau đó, kính thưa quý vị, thì Bộ Ngoại giao của Trung Cộng lại mời Đại sứ của Cộng sản Việt Nam tại Bắc Kinh đến để nói toạc ra rằng Trung Cộng sẽ tấn công các căn cứ của Việt Nam tại Biển Đông nếu như không chịu ngừng khoan dầu và thề sẽ không bao giờ khai thác dầu khí tại Biển Đông lần nữa. Sự đe dọa đầy bi kịch này không phải mới xảy ra lần đầu, kính thưa quý vị. Trước đó, công ty BP đã bị đe dọa khi khai thác dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam vào đầu những năm 2007. Đại sứ Trung Cộng tại London nói với Tổng giám đốc điều hành của hãng BP rằng bà không bảo đảm sự an toàn của các nhân viên BP nếu họ không ngừng hoạt động tại Biển Đông. Và BP lập tức đồng ý và chỉ mấy tháng sau thì rút khỏi thềm lục địa của Việt Nam. Việt Nam hiện nay đang chiếm đóng 28 địa điểm tại Trường Sa, trong đó có khoảng 15 địa điểm hầu như chỉ đặt dấu chân chứ không có căn cứ quân sự và không có khả năng tự bảo vệ trước mọi tấn công. Vụ tấn công quần đảo Hoàng Sa là vào năm 1974 và cuộc chiến tại rạn san hô Johnson South ở Trường Sa năm 1988 kết thúc với con số tổn thất nhân mạng nặng nề về phía Cộng sản Việt Nam, còn Trung Cộng thì chiếm trọn vùng đảo. Người ta chưa biết liệu Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống nói trên. Dư luận thì cho rằng nếu như bà Hillary Clinton ngồi tại Tòa Bạch Ốc thì tình hình diễn ra có thể hoàn toàn khác đi. Theo ký giả Bill Hayton, nếu như ông Donald Trump chống lưng cho Hà Nội thì có lẽ Trung Cộng không có các hành động đe dọa Việt Nam. Nhưng bởi vì ông Donald Trump bỏ rơi Biển Đông cho nên Trung Cộng có cơ hội gia tăng sức mạnh tại vùng biển này. Kính thưa quý vị, Thứ trưởng Công Thương Cộng sản Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa có nguy cơ mất mọi chức vụ. Tin nhận được từ Hà Nội cho biết, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cộng sản Việt Nam Hồ Thị Kim Thoa, người được báo chí trong nước ước lượng cùng với gia đình nắm giữ hơn 30 triệu Mỹ Kim cổ phần của một công ty bóng đèn, vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản đề nghị miễn nhiệm mọi chức vụ. Tin cho hay Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa ra đề nghị này tại một phiên họp từ ngày 25 đến 27 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội. Trước khi làm Thứ trưởng Bộ Công Thương, bà Thoa từng là bí thư đảng ủy kiêm giám đốc công ty bóng đèn Điện Quang. Thời công ty này còn là một công ty quốc doanh. Sau khi công ty này được hóa giá thành một công ty cổ phần, bà Thoa tiếp tục nắm giữ chức bí thư đảng ủy trong công ty, kiêm nhiệm các chức chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản xác định, trong thời gian đứng đầu công ty bóng đèn Điện Quang, bà Thoa đã có nhiều vi phạm. Bà bị cáo buộc vi phạm trong các lĩnh vực như cổ phần hóa công ty, giải quyết lãi vay, chuyển nhượng đất đai trong các thương vụ của công ty. Về mặt cá nhân, bà Thoa bị tố là thu gom cổ phần vượt mức quy định. Theo thông tin từ công ty Điện Quang, đến cuối năm 2016, bà Thoa, em trai của bà, hai người con gái của bà và mẹ của bà Thoa đang nắm giữ số cổ phiếu trị giá tổng cộng hơn 31 triệu Mỹ Kim. Theo báo Dân trí hôm thứ Ba, giá cổ phiếu của công ty bóng đèn Điện Quang trong 2 ngày qua giảm mạnh, khiến gia đình bà Thoa thiệt hại ít nhất là 2,1 triệu Mỹ Kim, kính thưa quý vị. Và tin mới nhất cho biết rằng Bộ Công an của Cộng sản Việt Nam đã bắt giữ hai cha con của đại gia Sacombank Trầm B, tin từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ông Trầm B là cựu phó chủ tịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín, còn gọi là Sacombank, đã vừa bị cảnh sát điều tra của Bộ Công an Cộng sản Việt Nam bắt giữ với cáo buộc có sai phạm trong hoạt động về kinh doanh. Truyền thông ở trong nước đưa tin vào hôm thứ Ba, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng cho biết đã ra quyết định truy tố 25 người về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hiệu quả nghiêm trọng và bắt tạm giam 16 người trong số này. Trong số những cựu giới chức Sacombank có ông Trầm B, năm nay 58 tuổi, và con trai út của ông là Trầm Khải Hòa, năm nay 29 tuổi. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam không công bố chi tiết các sai phạm cụ thể của các bị can. Viện dẫn đang trong tiến trình điều tra. Theo tờ báo Pháp luật Online hôm thứ Ba, Công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà riêng của ông Trầm B.
ông Trầm B sinh tại Trà Vinh trong một gia đình người Việt gốc Hoa. Ông có vợ và ba con trai. Sau khi chế độ Cộng sản thực hiện các chính sách cởi trói và đổi mới vào hồi thập niên năm 1990, thì ông Trầm B bắt đầu kinh doanh. Ông tham gia vào các ngành như lâm sản và bất động sản, rồi bệnh viện và thủy hải sản. Vào năm 2004, ông đầu tư vào ngành ngân hàng và tham gia hội đồng quản trị ngân hàng Phương Nam. Năm 2012, ông thâu tóm Sacombank và làm phó chủ tịch ngân hàng này. Cho đến tháng 8 năm 2015, cả hai cha con ông đột ngột rút lui khỏi Sacombank. Ông Trầm B và gia đình được báo chí ở trong nước nhắc tới nhiều vào năm 2005 khi con trai cả của ông là Trầm Trọng Ngân bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc được công bố lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Cuối năm 2012, ông Trầm B lại được báo chí nhắc tới với vụ bị trộm sừng tê giác tại tư dinh của ông ở Trà Vinh, kính thưa quý vị. Thưa quý vị, tin cho biết là có 80% số tú bà ở Việt Nam trong độ tuổi từ 18 cho đến 25, tin nhận được từ Đà Nẵng. Việt Nam có khoảng 100.000 người bán dâm và khoảng 80% số chủ chứa và môi giới bán dâm ở trong độ tuổi từ 18 đến 25. Đó là các con số được công bố tại cuộc hội thảo về tệ nạn xã hội do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Cộng sản Việt Nam tổ chức ở Đà Nẵng hôm thứ Hai. Ông Nguyễn Xuân Lập là Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết trong 6 tháng đầu năm 2017, tệ nạn mại dâm vẫn diễn biến phức tạp. Theo ông Lập, số người bán dâm được các cơ quan hữu trách thống kê qua các trường hợp phạt vi phạm hành chính, hỗ trợ xã hội và y tế đến nay là hơn 5.000 người. Cuộc hội thảo cũng trích dẫn những số liệu mới đây của Tổ quốc Lao động Quốc tế IOL, ước lượng Việt Nam hiện có khoảng 100.000 người bán dâm, trong đó người bán dâm nữ chiếm khoảng 75.000. Các nghiên cứu đưa ra tại cuộc hội thảo ở Đà Nẵng cho thấy số người mua dâm không có nghề nghiệp ổn định, làm ăn tự do chiếm 75.7%, doanh nhân chiếm 20%, những người khai mình là cán bộ, công chức khi bị bắt lúc mua dâm chiếm 3%. Khoảng 80% chủ chứa và người môi giới mại dâm ở trong độ tuổi từ 18 đến 25 và hơn 40% chủ chứa là phụ nữ. Cũng theo ông Lập, các hình thức hoạt động mại dâm bao gồm nhiều dạng gái gọi, du lịch, tình dục, môi giới qua mạng Internet. Tình trạng người mại dâm sử dụng ma túy vẫn tiếp tục xu hướng ngày càng tăng, kính thưa quý vị. Và tiếp theo sau đây, mời quý vị theo dõi phóng sự Nam California của phóng viên Phan Đại Nam thực hiện. Kính thưa quý vị, tại chùa Bảo Quang thành phố Santa Ana, Nam California, vào trưa Chủ nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017, đã có buổi lễ cầu siêu nhân giỗ 100 ngày của cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, nguyên hội trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Với sự hiện diện của gia đình cũng như là các thành viên của hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, xin kính mời quý vị theo dõi sau đây. Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Hôm nay là trưa ngày Chủ nhật 30 tháng 7 2017. Chúng tôi đang có mặt tại chùa Bảo Quang. Nơi đây trong ít phút nữa sẽ tổ chức buổi lễ giỗ 100 ngày cựu Trung tá Hạnh Nhân, nguyên hội trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi xin giới thiệu ông Nguyễn Văn Đức, tân hội trưởng của hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, cũng có mặt trong buổi lễ giỗ ngày hôm nay. Xin ông có thể chia sẻ với quý khán giả về buổi lễ giỗ 100 ngày của bà Hạnh Nhân. Hôm nay là ngày giỗ 100 ngày cầu siêu cho hương linh của bà cố Trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân, là cụ hội trưởng hội HO cứu trợ thương phế binh, do gia đình tổ chức. Cho nên anh em chúng tôi là những thiện nguyện viên làm việc trong hội, hôm nay đến để có thể dự cái buổi lễ cầu siêu này và có những tưởng niệm đối với người chị cả của chúng tôi. Thì chúng tôi cảm thấy rằng một sự mất mát rất lớn đối với hội HO cứu trợ thương phế binh nói riêng và của thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa nói chung, vì chị Hạnh Nhân trong suốt cái thời gian chị phục vụ cho hội HO cứu trợ thương phế binh, chị đã bỏ hết công sức để lo cho thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa, và chị đã kêu gọi nghệ sĩ Trúc Hồ,
và những văn nghệ sĩ cùng anh Nam Lộc để cố gắng thực hiện những chương trình đại nhạc hội để có đủ tài chánh khả quan, có gì giúp đỡ cho Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa nó được chu toàn hơn. Thì sắp sửa đến cái đại nhạc hội Cảm Ơn Anh 11, mà trong một thời gian khi chuẩn bị thì chị Nguyễn Thị Hình Nhơn có trình bày là chỉ mong rằng cái đại nhạc hội 11 này sẽ thâu được nhiều tiền hơn để có cơ hội mà giúp cho những anh em Thương Phế Binh và Quả Phụ. Bây giờ họ cũng tuổi già sức yếu và cũng nhiều người đã qua đời. Đó là cái ước vọng của chị. Năm nay ở Cảm Ơn Anh Houston thì quý anh chị ở bên đó đã thu được một số tiền cũng khả quan là 466.000 mấy trăm đồng. Đó. Còn ở cái cộng đồng Florida ở Tampa họ cũng tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ và họ cũng thu được một số tiền vào 62.000. Thì đó là những cái địa phương họ tổ chức, cũng như có những địa phương khác họ tổ chức họ thu được 50.000. Thì họ cũng gọi thông báo. Thì ngoài cái vấn đề những địa phương tổ chức như vậy thì cũng nhiều đồng hương cũng gửi thư về bio box của hội và đóng góp cho cái đại nhạc hội Cảm Ơn Anh. Thì chúng tôi cũng hy vọng rằng quý đồng hương nghĩ tới những anh em chiến sĩ đã phải hy sinh một phần cơ thể của mình và hiện đang sống dưới một cái chế độ mà thiếu nhân bản. Họ rất khó khăn, thì sự ủng hộ và giúp đỡ của quý đồng hương sẽ đem cái niềm tin và tinh thần của họ cho một cái tương lai tốt đẹp hơn cho quê hương Việt Nam. Kính thưa quý khán giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị buổi nói chuyện với ông Nguyễn Văn Đức, tân hội trưởng Hội Hát Ô Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày giỗ lễ cầu siêu 100 ngày cho bà Hạnh Nhơn, cũng như những tin tức có liên quan tới đại nhạc hội Cảm Anh vào tháng 8 sắp tới. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp. Rất cảm ơn anh Phan Đại Nam đã gửi đến cho chúng tôi phóng sự vừa rồi. Và kính thưa quý vị, sau đây lại một lần nữa là phần thông tin thương mại. Mời quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Mến sau đây mời quý vị bước vào phần văn nghệ và đời sống hôm nay. Xin được mở đầu với chị Mỹ Huyền. Kính thưa quý vị, Mercedes-Benz cấm một nhà thầu phụ sau cuộc điều tra của CBS News tin từ Vance, Alabama. Mercedes-Benz cấm một nhà thầu phụ tại một nhà máy sản xuất xe hơi ở Vance, Alabama, sau khi cuộc điều tra của CBS News cho thấy công nhân ngoại quốc có được visa không đúng với công việc hiện tại của họ. Công nhân cũ xác nhận với CBS News rằng sự việc diễn ra từ năm 2013 và theo kết quả điều tra của CBS News, sự việc đó kéo dài đến hôm nay. Nhóm điều tra mất 4 tháng theo dõi 200 công nhân Đông Âu xây dựng nhà máy sản xuất xe hơi ở Hoa Kỳ, bay sang Croatia để gặp một cựu công nhân từng làm công việc xây dựng tại nhà máy sản xuất xe hơi ở Hoa Kỳ. Toàn bộ cuộc điều tra được phát sóng vào ngày 31 tháng 7 trên CBS Television Network. Tại một buổi chiếu ra mắt phim CBS and On Assignment, CBS News thu thập hàng trăm video và hình ảnh công nhân ngoại quốc đăng trên mạng xã hội, khoe khoang công việc ở Mỹ, ID tại nơi làm việc, số tiền họ kiếm được, các loại visa B1, B2 giúp đưa hàng trăm người vào Hoa Kỳ một cách hợp lệ. Visa có giá trước, có giá dưới 200 Mỹ Kim, cho phép người ngoại quốc đến và đi trong vòng 10 năm. Nhưng người cầm visa không được phép làm công việc xây dựng, trừ phi họ giám sát một dự án không bao giờ có trong thực tế. Sự việc diễn ra như sau. Khi Mercedes-Benz muốn mở rộng nhà máy, họ thuê một nhà thầu Đức để xây dựng kế hoạch. Nhà thầu này thuê nhiều nhà thầu phụ để tuyển công nhân.
Và một trong những nhà thầu phụ này bán visa cho người Đông Âu muốn vào làm việc ở Hoa Kỳ, mặc dù những người này không biết gì về nghề xây dựng. Sau cuộc điều tra, Mercedes-Benz xác nhận với CBS News rằng họ đã cấm nhà thầu phụ này. Và kính thưa quý vị, cuộc triển lãm về Wonder Woman được khai mạc tại Burbank, California. Tin từ Burbank, California. Mãi cho tới cuối năm 2019, kính thưa quý vị, thì người hâm mộ Wonder Woman trên toàn thế giới mới có thể xem phần tiếp theo của cuốn phim siêu nữ anh hùng này. Nhưng đối với cư dân của địa phương thì ngay từ bây giờ họ có thể đến xem cuộc triển lãm về Wonder Woman cũng như là đi tour Wonder Woman Warner Bros. Studio khai mạc tại Burbank vào hôm qua. Cuộc triển lãm tọa lạc trên một tầng của Warner Bros. Studios giới thiệu trang phục cũng như là các món đồ được sử dụng trong phim Wonder Woman, giúp cho người hâm mộ truyện tranh CD Comics có dịp gần gũi với những vật dụng mà họ đã chiêm ngưỡng khi xem phim. Diễn viên Anh quốc Lucy Davis là người đóng vai Ita Candy trong phim Wonder Woman cho biết cô phải đấu tranh để kiềm chế mọi cảm xúc khi được mời tham dự buổi khai mạc cuộc triển lãm nói trên. Lucy Davis giải thích cô chỉ xuất hiện ở những cảnh quay tại thành phố tại London nên không trực tiếp nhìn thấy những cảnh chiến đấu đầy uy lực của Wonder Woman. Và giờ đây, được nhìn ngắm lại một số vật dụng, cô tưởng tượng Gal Gadot là người đóng vai Wonder Woman có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Diễn viên người Mỹ bản địa là Eugene Brave Rock đóng vai The Chef trong phim cho biết rằng ông cảm thấy vinh dự khi giúp đưa nền văn hóa của người da đỏ lên màn bạc. Kính thưa quý vị, Wonder Woman là một bộ phim siêu nữ anh hùng đầu tiên kể từ năm 2005 và cũng là cuốn phim DC Comics đầu tiên do người phụ nữ làm đạo diễn. Có nhiều website điện ảnh cho biết Wonder Woman được cho là phim có doanh số hàng nhì tại Bắc Mỹ, chỉ đứng sau bộ phim Beauty and the Beast. Vâng, thưa quý vị, rất cảm ơn quý vị vừa theo dõi xong chương trình tin tức buổi tối của chúng tôi. Xin kính chúc quý vị có một đêm nồng ấm với gia đình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức vào ngày mai của đài như thường lệ. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi.